bãi trước và bãi sau mãi mãi là của nhau. Anh như bãi cát dài, em như làng ngòi sông. Đây, à, cả nhà ra đây tắm biển, à, rất là vui. Hôm nay thì mờ sương, thì thấy xa xa thì mờ sương hết rồi. À, đối với khu vực bãi sau nó chỉ là rừng dương, đồi cát, gọi là cát động đó, và những cái khu vực quân sự. À, ở xứ biển thì có rất là nhiều cái trò tiêu khiển, trò vui chơi anh chị. À, để coi coi. Hello, Sunny xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay là chiều tà, Sunny cũng mời anh chị đi thông dong trên bãi trước Vũng Tàu anh chị. Bây giờ thì khoảng 5 giờ rưỡi chiều rồi anh chị, nhưng mà mấy bữa nay thời tiết thì mờ sương. Nếu mà trời trong xanh á, thì chúng ta sẽ ngắm được hoàng hôn ở khu vực bãi trước này. Sunny lia lại để anh chị thấy hoàng hôn, mà ông trời thì bị cái sương mù che hết rồi. Mây mù hiện tại đến Sài Gòn thì nghe nói là đang mưa rất là to. Cái hướng này là hướng Cần Giờ. Và để hình ảnh này để gửi anh chị và các bạn, đây là núi lớn chị, núi Tương Kỳ. Cái tên thứ hai là Tương Kỳ, và xa xa là chúng ta sẽ có Bạch Vinh. Đây, để xin đi chị Tây đã khu vực Vinh, Bạch Vinh, mà thường thường dân địa phương gọi là Dinh Ông Thượng anh chị. Hòn Ngu thì bây giờ không còn nữa, lý do là có một cái nhà hàng bên cáp treo để về lên hồ mây trên đỉnh núi á, họ làm. Thì hôm nào Sunny sẽ đi khu vực đó gửi anh chị sau. Là nếu mà tiện tiện thì mình có thể là mình chiêm ngưỡng trên cao về flycam, nhưng mà bữa nay thì đối với thời tiết này thì bay flycam cũng hơi khó. Nó lên cao quá, nó mờ, nó không rõ anh chị. Rồi, đây là một cái ngày cuối tuần. Qua bãi trước thì đa số là người dân địa phương tắm anh chị. Có chừng nha con. Ở dưới hào không đó. Các bé ra đây chụp hình cái cảnh biển. Khu vực này thì khu vực gửi xe gắn máy của người địa phương thì họ tới tắm ở đây. Và chúng ta sẽ đi một vòng anh chị ha, để coi cái buổi cuối tuần người dân địa phương tắm ở đây như thế nào. Vui chơi giải trí. Đối với bãi sau còn gọi là bãi Thùy Vân thì thường là khách du lịch tắm anh chị. Còn bãi trước thì người địa phương. Bây giờ thì có những cái vòi nước ngọt như thế này nè, cũng rất là thoải mái. Khi tắm biển lên thì tắm nước ngọt lại. Phía trước chúng ta đó là một con đường Quang Trung, một con đường rất là đẹp dọc khu vực bãi trước anh chị. Đây, những cái vết tích mà khi mà sóng vỗ lên biển động đó anh chị, nên những cái lớp cỏ này nó bị bung lên, những cái gạch này nữa này. Gạch dưới cái nền bị bung lên. Cứ cuối tuần
Sunny về Vũng Tàu thì thường đi dạo như thế này, rồi lấy xe gắn máy đi dạo dòng biển, hít thở bầu không khí một cách rất là trong lành. Đối với Sài Gòn thì nhiều lúc không dám hít sâu quá gì. Hít sâu thì chúng ta sẽ khói bụi, nhưng mà đối với Vũng Tàu thì thật là tuyệt vời, khí hậu mát mẻ. Còn nói về biển thì cũng cái này cũng xin trình bày với anh chị. Biển thì nó không có thể trong bằng ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn được. Nhưng mà nó rất là sạch. Bây giờ thì nó hoàn toàn thay đổi so với ngày xưa, cách đây 5-6 năm thôi. Thì nếu mà nói Sunny giới thiệu đi Vũng Tàu thì Sunny cũng không dám giới thiệu, vì cái nạn chặt chém, buôn bán giá mắc đó anh chị. Rồi bãi biển tắm đầy rác, nhưng mà bây giờ thì ôi thôi, rất là đẹp. Không biết dùng từ gì tả. Ở đây cô này bán cái gì đây? Bán bánh gì vậy cô? Bánh bột lọc. Bột lọc hả? Cô bán cho những cái người dưới tấm biển đó hả? Bánh bột lọc. Đây là cái cảnh người ta tắm biển nè anh chị. Buổi chiều ở bãi trước thì rất là vui, vui hơn bãi ở bãi sau. Bãi trước thì vui hơn, buôn bán có vẻ đỡ hơn bãi sau cô ha. Bãi sau thì khách du lịch thôi à. Bánh bột lọc. Rồi chào cô, cháu đi. Đây, lìa một chút xíu. Đó, mọi người thì ra đây xem mọi người tắm biển, hoặc là họ có baby đó, mặc áo phao tắm biển ở đây. Đối với bãi trước thì rất hiền hòa, nó không có những cái vùng xoáy so với bãi sau. Bây giờ mình sẽ xuống biển anh chị ha, để coi cái cảnh tắm biển này cũng rất là vui. Nếu mà anh chị có kỷ niệm về ô cấp Vũng Tàu, ngày xưa thì nó có hai cái tên, đó là thời Pháp là cấp sinh rắc, sau đó là tên ô cấp đi cấp chơi đó anh chị. Thì nó rất là nhỏ, nó không lớn như thế này đâu. Nó có bãi trước bãi sau, núi lớn núi nhỏ. Bãi trước và bãi sau mãi mãi là của nhau, anh như bãi cát dài, em như là ngôi sông. Đây, cả nhà ra đây tắm biển rất là vui. Hôm nay thì mờ sương, thì thấy xa xa thì mờ sương hết nè. Sunny cũng đang thực hiện một cái chương trình là Sunny sẽ liên hệ một số cái chung cư hoặc là cái homestay nào đó. Sunny sẽ review giá cả, có thể là thuê tháng hoặc là thuê theo tuần, để các anh chị hoặc các bạn có thể ra Vũng Tàu chơi cả tuần, nghỉ dưỡng, đi ăn những cái món đặc sản của Vũng Tàu, rồi sau đó đạp xe đạp dạo biển, nghỉ ngơi. Nhưng mà để mà review những cái địa điểm đó thì mình phải liên hệ trước anh chị. Mình nói phải nói cái mục đích, nếu mà cái clip này đến một số tay anh chị nào làm homestay hoặc là những cái chung cư có cho thuê lại đầy đủ tiện nghi thì cứ liên hệ với Sunny, comment hoặc là Sunny có Gmail đó, chia sẻ thì hôm nào Sunny sẽ về review, tất nhiên hoàn toàn miễn phí nha anh chị. Mình làm cái này là làm một cái công việc vì đam mê thôi, vì đam mê, vì yêu cái quê hương, yêu cái Vũng Tàu của mình. Đây là cái rác của đại dương anh chị, những cái cây, cây đước, cây sú, cây vẹt nó trôi dẹt từ Gò Công, Cần Giờ qua những cái rừng đước, chứ hoàn toàn là nó ở đây thì không có thải ra. Buổi chiều Sunny cũng chia sẻ với anh chị những kỷ niệm ngày xưa, cứ đi học buổi sáng, buổi chiều thì học bài xong khoảng 2 giờ
về học bài xong khoảng 2 giờ là có mặt ở ở biển rồi. À, sau đó bơi ra biển rồi lên những chiếc ghe đằng xa kìa, bắt đầu sinh mật, sinh cá hoặc là ăn cơm, rồi ngủ trên trển, chiều nhảy cái bùm xuống rồi bơi vô. Và đối với sinh y đòn thì bơi nói chung cũng tạm tạm, có thể đi từ đây bơi tới Hòn Ngu luôn chị, ngay chỗ Bạch Vinh đó, rồi đi bộ về. Hôm nay thì bầu trời thì đầy sương, sương mù, hàng dừa thì không lay trong gió, không có một tí gió gì. Nói với màu sắc cảnh đẹp thì đối với thời tiết này nó cũng không có được đẹp. Cả nhà đang vui chơi, ngày xưa làm thì có những cái đồ mũ như thế này anh chị. Chị lấy cát rồi xong làm những hòn bi, đào cái hố rồi thả hai hòn bi xuống va vào nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một vòng nữa anh chị ha. Khởi động bắt đầu xuống bơi đó. Cha con khởi động bắt đầu xuống bơi. Một hình ảnh rất là đẹp. Đối với hàng dừa thì tồn đọng ở đây cũng rất là lâu anh chị. Những hàng dừa nó uốn éo, nó nghiêng theo, nó chống chọi với thiên nhiên, nó tạo một cái dáng rất là lạ anh chị ha. Bắt đầu là vài căn nhà bắt đầu là bật điện lên rồi. Bây giờ thì hồi nãy 5 giờ rưỡi, bây giờ cũng 6 giờ kém. Vũng Tàu thì ngày xưa đó, con đường này là hàng bàn nhiều lắm anh chị. Và đến những cái dịp mùa hè đó, lá bàn. Nên có một bài hát nè: cây bên lá đỏ mình ngồi bên nhau. Rất là đẹp anh chị, nguyên một con đường hàng bàn ngả màu đỏ, rất là đẹp. Và Sinh Y đã từng tới những cây bàn rồi lụm hạt bàn đập ăn đó. Đây là cây bàn rất là cổ đó. Mọi người thì đi ra đây có những cái tiêu khiển riêng, ngồi chơi hoặc là có những cái bàn để ngồi trò chuyện với bạn bè. Và đặc biệt đối với khu vực bãi trước này thì có wifi miễn phí, nên như vậy mọi người có thể lướt web hoặc là có những cái bức hình tự sướng chúng ta nhìn lại hàng dừa. Đối với hàng dừa này anh chị thấy, nhìn thấy không có một tí gió lay. Và hôm nay thời tiết rất là lạ. Và ở đây là có những cái chị chuẩn bị mở nhạc lên, và thế là họ chuẩn bị tập thể dục dancing anh chị. Đây chúng ta dạo một vòng nữa con đường Quang Trung. Đối với Vũng Tàu thì một cái nét rất là hay là thùng rác rất là nhiều. Và trong những cái bảng này đó thì bắt đầu họ cho quảng cáo, tất nhiên là mất phí, và ở trên có năng lượng, đèn năng lượng mặt trời, và dưới có hai cái thùng rác, và thùng rác rất là nhiều, và đường phố cũng thể hiện cái điều đó rất là sạch sẽ. Và chúng ta cùng nhau rảo bộ trên con đường Quang Trung này. Và ngày xưa thì ở đây cũng có một cái nét mới, đó là một cái máy bán hàng tự động nha anh chị.
cứ bỏ tiền vào thôi là thế là nó có giá chạy ra cái chai Coca hoặc chai Pepsi mình yêu thích. Đây là con đường thống nhất để chúng ta về nhà thờ lớn Vũng Tàu, khu vực trung tâm. À, thư thái rất là đã. Ở đây là cái khu văn hóa thiếu nhi, nó có những cái khu vui chơi giải trí. Ngày xưa thì nó có một cái nhà của Pháp, hình như của ông tỉnh trưởng thì phải, nhưng mà sau đó nó làm lại cái khối kiến trúc mới. Đây những cái bàn xin đi sạch tiệm một con đường nào đó lang thang đi ra biển, giới thiệu một cái tí gì đó buổi chiều ở Vũng Tàu, khu vực bãi trước gửi anh chị. Trước mặt anh chị đó là khách sạn Friend, kế bên Palace. Nó cũng lâu lắm rồi anh chị. Ở khu vực bãi trước ngày xưa là khu vực trung tâm của thành phố Cấp Sinh Rắc, thành phố Ô Cấp, thành phố Vũng Tàu. Đối với khu vực bãi sau nó chỉ là rừng dương, đồi cát, gọi là cát động đó, và những cái khu vực quân sự. Nó chỉ có một chút xíu nào đó để tắm thôi, nhưng mà đất kéo dài đến chạy nhái thì khu vực quân đội anh chị, nên khu vực bãi sau không phải là nơi cái bãi tắm, nhưng mà bây giờ trở thành một cái bãi tắm của người du lịch rất là nhiều, còn bãi trước là của người địa phương. Có thể đây là tại vì Sunny sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu nên có thể nhìn sóng nước thì Sunny rất là thích. Đây là một cái khu vực bãi tắm nữa. Đó, mọi người ra đây chạy bạc rồi, ngồi chơi thư giãn. Sau cái clip này thì Sunny sẽ gắn camera lên xe cùng với anh chị trải nghiệm đi từ khu vực bãi trước ra bãi sau anh chị ha, đi ngang khu vực bãi dứa để coi mọi người đi bát phố nó như thế nào. Ở khu vực bãi trước này nếu mà anh chị muốn mua cá tươi đó anh chị, cứ khoảng 7-8 giờ sáng thì tất cả một số ghe người ta đi lưới cá vào đây, rồi người ta tập trung ở đây bán thì nhóm chỉ khoảng đến 8-9 giờ là hết thôi. Thế là người và xa xa những chiếc thuyền, chiếc ghe neo đậu. Anh chị cũng với cái cảnh này anh chị cũng thắc mắc ý tại sao ở đây không có những chiếc tàu ba lốc to, 4 lốc, 3 lốc, 6 lốc. Thì những chiếc tàu đánh bắt xa bờ đó thì nó sẽ vào cái cảng bến đá anh chị, khu vực bến đá Bến Đình đó, Sao Mai. Nó không được phép đậu ở đây. Ở đây nó chỉ là những chiếc ghe nhỏ nhỏ thôi, đánh bắt gần bờ. Thì một cái chia sẻ cho anh chị về cái điểm
để anh chị mua hải sản khi mà ghé bãi trước khoảng 7-8 giờ nha anh chị. Ghe bể, ghe bể. Rồi chúng ta thêm một đoạn nữa nha. Khi mà nước cạn thì người dân địa phương thường chia đội ra đá banh. Ở xứ biển thì có rất là nhiều cái trò tiêu khiển, trò vui chơi anh chị. Để coi coi. Đá phẹt bên ti nè, đó, thủ môn mé bên tay trái. Và bắt đầu anh đó thổi kèn. Hình ảnh rất là vui của các bạn trẻ ở Vũng Tàu. Có rất là nhiều tiêu khiển anh chị, xuống biển đá banh, bơi lội, đi bắt ốc, câu cá, dạo biển, có thể lên núi uống cà phê, ngắm biển. Cái hướng kia là con đường vòng núi nhỏ để đi ra tượng Chúa Giang Tay, Mũi Nghinh Phong để ra khu vực Bãi Sao anh chị. Mé kia là có một cái cầu đá, có một chiếc tàu cao tốc để đi Côn Đảo. Đây các bạn chia nhau phe chơi nu đá banh. Đá quanh quanh hình ảnh của khu vực bãi trước một buổi chiều hoàng hôn thì nói chung là không có anh chị. Sunny cũng muốn quay lại cái quang cảnh bãi trước ngày hôm nay để anh chị cùng rong chơi với Sunny và một tí gì đó biển. Để nói lời chia tay với anh chị với cái clip này. Rất là tiếc là bữa nay thì Vũng Tàu mờ sương, chứ không là đứng đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy ông mặt trời thật là to. Dần dần ông đi ngủ. Hoàng hôn rất là đẹp, hoàng hôn chiều vàng. Nhưng mà hôm nay thì không có. Sunny cũng muốn gửi lại vài cái clip về Vũng Tàu khu vực bãi trước gửi anh chị. Đặc biệt anh chị sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Khi mà nhìn với cái cảnh này, chúng ta lại nhớ những kỷ niệm xưa, ngày xưa. Những đứa bạn hàng xóm tung tăng đi ra đây tắm biển. Rồi lụm hạt bàn hoặc là men theo những cái kiosk ngày xưa. Bây giờ thì là công viên đó anh chị. Kiosk ngày xưa có những trò chơi với biển. Và những cái kỷ niệm đó Sunny đã từng mỗi lần mình về Vũng Tàu thì thật sự Sunny rất là nhớ những cái kỷ niệm đó và muốn là truyền tải cái nỗi nhớ, những cái ký ức rất là đẹp của tuổi thơ để hòa chung vui với anh chị ngắm sóng biển dạt dào. Và với tiếng sóng biển này, Sunny cũng kính chúc anh chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đòn. Thân ái mến chào anh chị nha, hẹn gặp lại.